Bây giờ chúng ta mới làm việc là cắt sâu nhá. Ví dụ bây giờ thầy có một biến m bằng, chào các bạn, ta cứ lấy ví dụ thế thôi. Rồi bây giờ thầy muốn có một cái biến n sẽ bằng sâu con của cái m, sâu con của sâu m, các bạn hiểu ý thầy không? Thì là bằng cái sắt trình đó nhá, các bạn bằng substring. Rồi cho cái m vào trong, bây giờ thầy muốn cắt mấy ký tự, chẳng hạn thầy muốn cắt nó 3-4 ký tự tại vị trí số 2 chẳng hạn. Đấy, xong thầy ghi là echo n ra. Đây. Thì n này nó sẽ lấy 6 à lấy 4 ký tự của cái sâu m tại vị trí số 2 đếm từ trái qua 1 2 và nó sẽ lấy từ đây đến đây. Đến chữ cờ nữa. Đó. Chắc là như vậy. À, bây giờ ta chạy nhé. Vì cái bản bản NetBeans này là nó không như là dùng Blend. Rồi bây giờ thì xóa hết đi đây thì các em nhìn này, xem nó ra cái gì. N echo n nhá, m là bằng này rồi, bằng c là nó bắt đầu từ chữ c. À, nó sẽ lấy đi hai ký tự từ số 2, từ vị trí số 2, 6 ký tự, hai ký tự từ 4 vị trí 4 nào, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Thì chữ C là đúng rồi. Bây giờ thầy này, thầy lấy từ số 2, số 2 là từ đây 4 ký tự. Đấy các bạn nhìn nha. Từ vị trí các bạn đếm này, 1 này, 2 này là chữ H này. Đấy. Và đến chữ A, bây giờ chúng ta thử xem nhá. Đây, A O C nó cắt đấy. A O C là về vị trí này. Bây giờ chúng tăng lên 7 ký tự. Đây. Cả lớp nhìn thấy chưa? Alo. Đã rồi thế. Ờ, nhá. Tham số đầu tiên là tham số vị trí bắt đầu từ bên trái tính. Còn tham số thứ hai là số ký tự được cắt. Ví dụ bây giờ các bạn cắt đến 9 chẳng hạn, thì nó sẽ cắt từ số, từ chữ A đếm về xuôi được 9 ký tự. Đó. Tức là về xuôi phía bên tay phải của các em thì nó sẽ cắt đi. Chúng ta thử xem nhé. Đấy. Đúng chưa? Rồi. Ngon rồi đúng không? Ta đã hiểu rồi nhá. Nào ghi cho thầy hàm substring dùng để cắt. Tiếp tục chúng ta sang một cái nữa là hàm thay thế. Hàm thay thế. Hàm thay thế. Nào bây giờ thầy chào tất cả các bạn. Bây giờ chào các bạn thì bây giờ chào rồi. Chào các em. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế bằng chào các em. Được chưa? Đó, thay thế bằng chào các em.
Nào bây giờ chúng ta chào em này M N nhá. N sẽ bằng string zip let đó. Bây giờ ta thay này, thay ở đầu tiên của chúng ta là search là từ em rồi, search theo từ bạn rồi, thay thế là em rồi, cái này là chúng ta cho em mở vào. Ok chưa? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ echo n. Được không các em ơi? Cả lớp có hiểu không? Dạ có. Nha, ta thay thế như thế. Rồi bây giờ các em nhìn lên này. Thầy lại chạy thử nha, ta học chậm thôi. Đấy, chào các em chưa? Cả lớp nhìn thấy chưa? Đấy, nó thay thế được nha. Rồi, ngon rồi. Đấy, thay thế cho chúng ta rồi. Chào các bạn, thì bây giờ nó cái ký tự đầu tiên mà thầy trong ngoặc này, ở trong ngoặc đến đầu tiên này là đi tìm cái chữ bạn có ở trong sâu M này không, trong biến M này không, nếu có thì thay bạn thành em. Đấy, có rất nhiều tình huống mình phải thay. Có lớp nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta xong cái này rồi nhá. Bây giờ chúng ta lại sang một cái tình huống nữa. Đó, để in ra ký tự nó như thế nào. Ví dụ bây giờ thầy có một cái biến A bằng đây. Các bạn đang học tại trường mở ngoặc ra đại ok thầy hay động vào nút này đại học khoa học xã hội và nhân văn đó. Xong món này lên ở Thanh Xuân chẳng hạn. Thế bây giờ đầu tiên là chúng ta in ra cái này nhá. Đầu tiên là chúng ta in ra chữ A xem nó thế nào. Đây, tất cả cùng quan sát nhá. Vì là trong này nó lại có hai cái phẩy trên ở chỗ này. Các lớp hiểu được ý thầy chưa? Alo, thầy đang giả thiết một cái tình huống này nhá. Đây, cả lớp nhìn thấy chưa? Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ viết lại, ấn nó này. Echo A. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy là bây giờ ở bản PHP mới thì nó đúng, nó đúng, nhưng ở bản cũ ấy, nếu mà chúng ta dùng cái bản gen cũ thì nó sẽ báo lỗi ở hai cái này, nhưng mà thôi bây giờ nó đã có cái mới rồi thì đang thử tình huống đấy, thì ở bản mới là ta viết nào nó đều ra hết. Đó, yên tâm không phải lo hai cái dấu ngoặc trên này nữa. Thế thôi ta nick qua cái đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần mảng. Phần mảng là một cái khó.
hơn một chút nhưng mà nó cũng không khó lắm. Chúng ta có thể làm được và làm rất tốt cái việc đó được. Nào bây giờ chúng ta ghi cho thầy nhá, hai bó mảng mà thầy hay dùng ở trong framework ấy. Thì mảng ở đây nó cũng rất là dễ chịu thôi. Em ghi cho thầy khai báo mảng trong ngôn ngữ PHP. Mảng thứ nhất, ví dụ mảng 1 bằng như này. Thì mảng này nó đầu tiên nó chưa không có cái gì người ta gọi là mảng rỗng, nhưng mà nó vẫn được sinh ra để đấy thôi, để khi cần thì ta sử dụng. Đây là kiểu này là kiểu rỗng nhá, các em ghi cho thầy. Mảng rỗng. Rỗng là không có gì. Cái thứ hai, mảng 2 thầy lại khai báo bằng array. Thì mảng 2 và mảng 1 tương đương nhau. Vì đây cũng rỗng, đây cũng rỗng. Nghĩa là mảng này cũng gì? Mảng rỗng. Mảng rỗng thôi em nhá. Hai cái này là như nhau. Đó, không gì thay đổi cả. Đều khai báo như nhau. Đều khai báo như nhau. Nhưng chúng ta sang một mảng khi nó có phần tử bên trong thì chúng ta ghi là tiếp theo là mảng 3 bằng, các em có thể để ngoặc móc vuông này cũng được hoặc để cái kia cũng được. Thì vậy thầy khai báo như sau này, lan này, hoa này, hồng này, phẩy, thắm. Mảng này lưu 4 cái tên. Đấy, lan hoa hồng thắm. Lan hoa hồng thắm. Đấy, cái này nó sinh ra một cái biến này, nó lưu nhiều tên giống nhau cùng trong vào đây. Tức là tên thì khác nhau nhưng mà đều lưu ký tự. Đấy, lan hoa hồng thắm. Tiếp theo các em ghi cho thầy. Nếu thầy lại tiếp tục mảng 4. Tên thì các em có thể đặt ngắn đi cũng được nhá. Còn đây là thầy viết to ra để cho các em cùng nhìn thấy. Bằng array. Đó. Cũng là phẩy hoa, phẩy hồng, phẩy thắm. Đều như vậy thôi. Đó. Thì cách khai báo ở trên và khai báo ở dưới đều cho chung một kết quả. Đều cho chung một kết quả. Nó đều cho chung một kết quả. Các em ghi cho thầy. Cách khai báo đều cho chung một kết quả. Thế lúc này chúng ta muốn viết ra chữ lan thì các bạn viết như thế nào? Đó. Thì các bạn có thể truy cập vào nó rất là dễ thôi. Rồi bây giờ thầy ghi là echo nha, mảng 3 không. Đó. Không có nghĩa là vị trí không, bắt đầu nó đánh số từ số 0. 0, 1, 2, 3. Dưới đây cũng thế, mảng 4 thì ghi là mảng 4, 0. 0, 1, 2, 3, bây giờ thầy thử chạy cho các em nhìn. Đấy, ra chữ lan chưa? Cả lớp nhìn thấy chưa? Alo. Được rồi ạ. Nha, nhìn thấy rồi nha. Có nghĩa là đầu tiên nó đánh từ số 0. 1, 2, 3. Thế bây giờ thầy viết mảng 4 mà thầy muốn in ra mảng hồng. Thì thầy đếm này 0, 1, 2. Vậy thì chúng ta ghi echo
Vâng, 4 0 1 2, vậy số này là số 2 thì sẽ in ra cái bảng tên là Hồng. Đó, bây giờ chúng ta nhìn nhá. Lan Hồng chưa? Đó. Lan là cái chữ này. Thế còn các bạn muốn tách nó xuống thì các bạn echo cho thầy. Đây là thì chúng ta nhìn thấy nó tách hẳn ra đó. Rồi bây giờ các bạn muốn để nhìn thấy cấu trúc của nó rõ ràng hơn thì các bạn ghi cho thầy chữ va đăm. Mảng 4 hay mảng 3 cũng được, thì chúng ta đều nhìn như nhau. Ví dụ bây giờ thầy lại cho mảng 3 và đó, các em ghi vào thầy thầy nhá. Bây giờ thầy chạy thử cho các bạn nhìn thấy này. Đây, cái thứ nhất thầy xóa cái trên này đi để cho các bạn đỡ phải nhìn thấy thế này. Hai cái này các bạn hiểu rồi, các bạn ghi rõ vào cho thầy nhá. Truy cập vào các phần tử thì truy cập theo chỉ số. Chỉ số bắt đầu từ số 0. Đầu tiên là số 0, nó đánh số từ 0. Đấy, bây giờ chúng ta nhìn cái này. Giờ chúng ta lại cho là echo. Rồi. Đấy, chúng ta. Đây, hai cái đều như nhau, mảng gồm 4 phần tử số 0 đều là kiểu chuỗi hoa hồng thắm. Được chưa các em ơi? Được rồi ạ. Ok, thế là ngon rồi đấy, ta hiểu vấn đề của nó là ta khai kiểu móc vuông cũng được, ta khai kiểu array cũng được, thì nó đều cho chúng ta như vậy. Các lớp hiểu chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sang hàm search xem trong mảng có phần tử hay không. Đó. Bây giờ chúng ta đã sang phần khai báo rồi nha. Bây giờ chúng ta sang phần tìm kiếm. Tìm kiếm. Rồi, ok, để xóa chỗ này đi nhá. Các em ghi nhớ cú pháp vào. Đó. Ta có thể khai kiểu này cũng được, khai kiểu này cũng được. Vì mảng rất hay dùng trong lập trình. Rồi, bây giờ thầy xem là bạn hoa có trong cái mảng này không, thì ta sẽ dùng hàm search. Ví dụ thầy có là kiểm tra bạn hoa, kiểm tra tên hoa chẳng hạn bằng array search search nha. Các bạn dùng cái hàm này cho thầy nhá, array search. Đấy. Được chưa? Rồi biến đầu tiên các bạn ghi cho thầy là bạn hoa có trong mảng 3 không? Nếu có thì in đúng. Đó, ví dụ chúng ta ghi if nha. If kiểm tra và bằng true. Đây, các em nhớ nhá, cái điều kiện thì bao giờ cũng phải là hai dấu bằng, nó là toán tử kiểm tra hai dấu bằng. Chứ ta xóa đi một cái thì nó là phép gán, còn ta để như thế này có nghĩa là phép so sánh. Đó, chúng ta ghi cho thầy echo là có bạn hoa, nếu không đó, thì chúng ta ghi cho thầy L. Đó. Là bạn hoa echo bạn hoa không có.
Đấy, chỉ thế thôi. Tức là dùng để kiểm tra xem có hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá. Xem có bạn ấy nhá. Có bạn hoa, các em ơi. Đúng, đấy, cái hàm này là search từ hoa xem trong mảng 3. Hoặc là bây giờ ta thêm mảng 4 thì nó cũng ra kết quả như vậy. Rồi các em ghi cho thầy hàm này vào cho thầy. Thầy đợi các em ghi đã nhá, ghi vào vở cũng được, khi thi thì loanh quanh mấy cái chỗ là mảng viết thôi. Học thì chúng ta học mở rộng, còn lúc thi thầy sẽ cho rất nhiều những cái câu câu hỏi dễ để các em tự làm được. Đấy, giống như vòng lặp hôm trước, lát nữa chúng ta dùng vòng lặp for vân vân, chỉ còn mấy vòng lặp thôi. Các em bảo các bạn kia là bây giờ quay đầu là bờ, đăng ký lại là bờ, thì thầy cho rất dễ, và các em đợt này thầy cho các em cao, các em không phải lo chuyện là thấp cả. Thì đợt trước thì chúng ta thi là cũng rất là công bằng đấy, lớp rất nhiều điểm 9, điểm 10 chứ không phải là ít đâu, đúng các em nhở? Alo, Được không ạ? cả lớp có bảo là các thầy cho thấp không? Thấp là những cái bạn gọi là không biết chữ gì để giấy trắng. Đúng có ba dòng thì các em, thầy hỏi các em thì thế thì ai dám cho nên 5 hoặc 6. Bởi vì bạn biết có ba dòng thôi, toàn bạn biết ba dòng thôi, thì chứng tỏ những bạn đấy là không học tí nào cả. Các em ghi vào đây, xong bao giờ bảo xong thì thầy tiếp tục. Nào bây giờ chúng ta sang cái phần đây là tìm kiếm nha. Bây giờ sang sắp xếp. Em ghi cho thầy sắp xếp. Sắp xếp thì ở đây là ngôn ngữ này nó đã làm cho chúng ta hết rồi. Chúng ta không cần phải sắp xếp theo kiểu cổ điển. Ngày xưa các em, các anh, các chị học ở trên đại học, từ cái hồi sau thầy, trước thầy và sau thầy, thì hồi học khó hơn, tức là phải sắp bằng thuật toán. Để đối với ở đây thì chúng ta sắp là có hàm sắp cho rồi. Đấy, chúng ta không phải lo. Nào bây giờ chúng ta ghi tiếp này, lệnh tiếp theo lệnh sort. Các em ghi cho thầy sort mảng 3. Rồi. Bây giờ chúng ta nhìn đấy nhá. Trước mảng 3 thì thầy cho 3 đăm. Mảng 3. Rồi, sau mảng 3 thì thầy 3 năm.
Đấy, mang vàng. Tức là sau cái lệnh 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 sắt lệnh sắp xếp đấy. Rồi bây giờ các em nhìn nhá. Lờ thì chạy. Ôi chứ nhìn nó đấy. Ok bây giờ thầy phải cho cái eco này xuống dòng lại. Bây giờ hoa hồng lan thắm, ở trên là lan hoa hồng thắm thì ở dưới nó sắp lại là hoa hồng lan thắm. Các em nhìn thấy chưa? Alo, các em hiểu chưa? Dạ rồi thì ạ. Tức là sắp thiệu vần ABC đấy. Lan hoa hồng thắm thì ở đây là hoa hồng lan lan thắm. Rồi bây giờ chúng ta đã xong cái phần phần này với key của nó là như sau nhá. Trong bảng nó có key, bây giờ thầy sẽ vạch ra từng key cho các em nhìn thấy. Ta sắp xong rồi thì bây giờ thầy xóa tạm cái này đi để ta về trở về một cái tính chất nữa, đó là key của mảng. Em xóa đi cho thầy. Các bạn có nhìn thấy thầy không? Alo. Em nhìn thấy bài thôi chứ không nhìn thấy thầy ạ. À nhìn thấy bài là được rồi, thầy cần nhìn thấy cả thầy nữa. Nha, bây giờ chúng ta sẽ thầy giải thích như này. Trong cái mảng lan hoa hồng thắm thì chúng ta thấy là số 0 nó sẽ trỏ đến là lan. Đó. Đấy là không là key của nó. Phẩy 1 thì nó trở đến hoa. Đấy, các em hiểu như thế nhá. Rất là dễ. Ở 2 thì nó trở đến bạn tên là Hồng. Rồi. Tiếp tục. Đó. 3 thì nó trở đến bạn Thắm. Đó. Thì các em nhìn thấy key lần lượt là không như này. Đây, lan này. Đấy, ngầm định, nó ngầm định. Thì bây giờ ta chỉ định cho nó thì nó cũng vẫn được. Đó. Ta chỉ định cho nó nhé. À, bây giờ ta muốn in ra key. Đây là key này, là key theo kiểu mặc định là 0, 1, 2, 3. Thì bây giờ thầy muốn in ra cái key của nó thì thầy sẽ làm như này. Key thầy lấy array key, array key đấy của mảng 3. Sau đó thầy va đâm nó xem nó ra cấu trúc như nào. Đây. Rồi các bạn nhìn thấy nhá. Thầy lấy key của cái mảng 3 này và thầy in nó ra. Đây. Thì các em nhìn thấy là
cái mảng 4 này nó chỉ mỗi kỳ thôi. 0 này, 1, 2, 3. Thế bây giờ đây là kỳ này là kỳ mặc định. Còn kỳ mà chúng ta đặt cho nó thì nó sẽ ra như thế nào? Bây giờ thầy sẽ làm một bước như sau. Rồi, bây giờ thầy lại lấy một cái mảng 4 sẽ bằng thầy sẽ cho là số là 1. Rồi, bây giờ thầy chỉ định nhá là Lan. Đó, viết hẳn như thế. 2. Đó, thì một cái key, một cái value. Value là cái giá trị ở bên cạnh. Đấy, thì thầy ghi là hoa. Tiếp tục thầy ghi là ba. Thì lúc này thầy cái này là hồng. Đấy, tiếp tục là ở ba là 1 là 2 1 lam, 2 hoa 3 hồng, 4. Đó, thắm. Đúng không? Đây là khi chỉ định, là khi viết rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy là khi bằng đây khi. Đấy, ta học này ta học rất là kỹ nhá, các em không phải lo gì là nó ấy cả, nó không cơ bản cả mà rất là kỹ. Đấy, như này thì các em sẽ mổ xẻ ra giống như ta mổ mổ phẫu thuật một con cá ra để xem là cấu trúc của chúng, hoặc là mổ con gì ra thì chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng như bên trong. Bây giờ chúng ta vào đâm thì đó, thì nó sẽ ra là 1 2 3 4 đấy. Đấy, 1 2 3 4, không còn hoa lan nữa, hồng nữa. Và cái mảng này ấy, nó hiện ra cho chúng ta là key của nó là sẽ là mang tính chất là đây vẫn là số 0, 1, 2, 3, nhưng mà nó làm như thế để cho chúng ta hiểu số thứ tự của key, vì đây ta in key mà, cho nên nó là 1, 2, 3, 4. Đấy. Bây giờ ta in giá trị. In giá trị. Các em ghi tiếp cho thầy là in giá trị. In ra giá trị. Giá trị của mảng. Rồi, thì chúng ta sẽ cho là giá trị value bằng array value. Đấy, mảng 4. Thì lúc này nó ra, có phải ra, nó sẽ ra thì ta sẽ in ra cái value là 35. Đấy, ở đây chúng ta sẽ cho là value. Thì các bạn nhìn thấy như thế này, nó sẽ in cho chúng ta là lan hoa hồng thắm. Đấy. Nha. Giờ các bạn nhìn thầy chạy nhá, xong rồi các bạn ghi. Lan hoa hồng thắm chưa? Đúng rồi em nhờ. Alo. Được không ạ? Đúng chưa? Vâng. Đấy. Nha, ta hiểu như thế rồi thì lập trình đối với các em nó là chuyện nhỏ, đúng không? Học lập trình nó như là học một cái việc giống như Word Excel thôi. Chẳng qua nó để cho chúng ta đấy, hôm nay chúng ta khai thác về cái mảng thì nó sẽ hiểu vấn đề như vậy.
cả lớp đi xong chưa các em? Alo. Xong rồi ạ. Xong rồi nhá, bây giờ chúng ta sang phần đếm phần tử trong màng. Đấy, đếm phần tử trong màng. Dễ không? Các em có thấy như Excel không? Easy Fox đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nhá. Cái va đâm này để hiện ra kết quả thôi. Nào bây giờ chúng ta ghi cho thầy. Hàm tìm cỡ của màng. Tìm sai, nghĩa là sai đấy. Rồi, thì các em ghi cho thầy. Ví dụ thầy muốn cái mảng này nó có giá trị bao nhiêu, là cỡ nó to bao nhiêu thì thầy ghi là cao. Mảng 4 à, Eco N. Tức là đếm trong mảng này có bao nhiêu phần tử thì in ra lan hoa hồng thắm. À, bây giờ chúng ta chạy nhá. 4, đấy, bằng 4 rồi. Ngon rồi, 4 là 4 phần tử. Đây là một phần tử này. Đây là hai phần tử này, đây là ba phần tử này. Đây là 4 này. Trong đó mỗi phần tử gồm có một key và một value. Đấy. Các em học ở tiếng Anh rồi, value là giá trị, còn key là khóa. Rồi. Tức là count là hàm đếm nhá. Đấy là hàm đếm. Xong chưa các em nhỉ? Alo. Xong rồi ạ. Xong rồi nha. Bây giờ đến hàm trộn. Tức là trộn hai mảng vào với nhau. Đó. Xong ta trộn hai mảng với nhau. Ví dụ bây giờ thầy thay vào đây này. Mảng 3 thầy thay là bưởi nhá. Bưởi cam. Quýt. Mít. Rồi thêm phần tử nữa là dừa. Đó. Ok. Thế bây giờ trộn hai cái mảng này vào với nhau thì người ta dùng cách nào? Thì các em biết là bây giờ ta có ghi là mảng trộn. Đấy, mảng trộn bằng hai mảng kia array. Tiếp theo merge. À, em chọn này cho thầy nhá. Được chưa? Rồi các em ghi tham số đầu tiên là mảng 3. Tham số thứ hai là mảng 4. Đó. Rồi bây giờ các em ghi cho thầy 35. Mảng trộn. Ok chưa? Đấy, mảng trộn. Và bây giờ ta cũng echo ra cái size của nó nhé. Cao. Thầy lấy luôn cao của này. Của mảng trộn. Đấy. Các em nhìn cái này. Nó sẽ trộn hai cái mảng, mảng 3 và mảng 4 vào với nhau. Đấy. Lỗi à? Lỗi ở cái nào này? Lỗi ở cái cao, đúng rồi thầy. À đây cao, cao của cái kia. N nữa. Thiếu chữ N. Ok. Rồi. Đây. Các em nhìn thấy. Bưởi cam, quýt, mít,
dừa xong bắt đầu lan đấy, tất cả gộp vào một cái mảng Ag chín đó và có chín phần tử. Cả lớp có hiểu chưa? Tức là nó đang ở hai mảng riêng biệt thì bây giờ nó trộn vào thành thành một mảng. Alo các em, hiểu chưa cả lớp? Được rồi ạ. Ờ rồi, sướng chưa? Thầy hỏi là đã cảm thấy học dễ học chưa? Các có, dễ hơn ạ. Ờ, dễ nha. Đấy, có mỗi thế thôi, gì đâu khó đâu. Rồi, bây giờ thầy để các em 15 phút thực hành nhá. Alo, ta phải dừng lại để các em thực hành cho thầy. Vâng. Sau đó sâu kết quả lên cho thầy để gọi từng bạn lên. Đó, thầy cho bạn lên để thuyết trình. Ok, em yên tâm, đợt này thầy cho các em toàn điểm cao hết để cho các bạn kia phải hối hận. Chúng ta học và thi đơn giản thôi, học ấy thôi. Alo cả lớp. Dạ vâng ạ, thầy tốt quá rồi ạ. Ồ. À thầy ơi. Thầy cho ví dụ chúng em muốn làm một chuyện. À cho ví dụ à? À cái bài tập đấy ạ. Rồi ví dụ thầy đọc nhá. Chúng ta tạo cho thầy một mảng tên của các bạn trong lớp em, sau đó sắp xếp cho thầy tên thì ngẫu nhiên cho ngẫu nhiên, còn sau đó thì sắp xếp cho thầy theo vần ABC và in ra nhá. Thứ hai nữa là làm một bài tìm kiếm một cụm từ ở trong một câu xem có từ đó không. Các em cứ tự đặt như thế được. Bạn Doanh, bạn Doanh có đang học không nhỉ? Ngọc. À thế à? Thế có hiểu bài hôm nay không? Ờ, thế bạn là Thu Phương. Phương đâu? Chẳng có. Thế à, thế có dễ em có thấy như là Excel không? Ờ, cố gắng em nha. Bạn Ngọc nha. Rồi, bạn Nguyên. Đấy, các bạn cùng làm bài tập cho thầy. Đợt này em không phải lập trình nên thành trang web nữa thì nó cũng không mệt. Mà nó chỉ là những cái thuật toán nhỏ nhỏ trong một file thôi. Có nghĩa là các em không phải xây dựng thành một cái website như là cái kia, mà cái này nó chỉ là những cái thuật toán sơ đẳng ở bên trong một trang thế thôi. Đấy.
Học kỳ này học lập trình cơ bản thì thầy sẽ lưu ý các em là rất là dễ và thi cũng dễ. Đẹp nhất mỗi em cũng kiếm được con 7, con 8 rồi là hành trang cho mình là lên đường đi xin việc rồi. Còn những bạn nào mà đang học cái dễ này mà lại bỏ đi học môn khác thì chưa chắc môn khác của các bạn đấy đã được điểm cao như thầy cho đâu. À, các em cứ yên tâm. Alo. Alo. Không ạ. À, mai bảo các bạn Không đấy, ạ. các bạn sẽ bị hối hận và bọn tớ sẽ cố gắng kiếm ít ra con 8 trở lên. Đó, hôm nay thầy nói thật như thế là thầy sẽ cái điểm này nó mang tính chất động viên tinh thần cho em nữa, dù khó nhưng các em không bỏ. Đó, là thầy sẽ ưu tiên cái điểm này cao lên. Còn những bạn mà bỏ mà thầy cho một cơ hội quay lại mà không quay nữa thì thôi, thì các em học môn khác thi có khi lại còn mệt hơn đấy, nhất là các môn xã hội còn học còn đau hết cả đầu đấy. Rồi sang năm những bạn đấy lại gặp thầy mà các bạn ấy bỏ môn mà các bạn ấy lại cũng không nói với thầy một câu nào cả. Ít ra thì các bạn ấy viết thư cho thầy, các bạn nói lý do các bạn thôi. Thế còn cái lớp lập trình cơ bản kia thì của một thầy nữa là thầy Huy thì các em có đăng ký không? Mà không thể ạ. Không bạn nào đăng ký à? Vâng, lớp đấy chỉ có một hai bạn thôi ạ. Mà đa số là các bạn ở lớp chất lượng cao thôi ạ. Thế à, lớp nhưng mà tổng số lớp chất lượng cao học thì được bao nhiêu bạn tất cả? Cái này thì em cũng không rõ này ạ. Thế à? Tức là em xem danh sách lớp đấy thì bây giờ là bao nhiêu rồi? Dạ, như là còn một bạn thôi ạ. Một bạn thôi ạ. Cả tất cả đều có một bạn, cả khóa trước. Đúng. À, một ba đăng ký đấy không ạ? À, toàn bộ đăng ký có một bạn thôi. Thế thì làm sao mở được lớp được? Cái hàng này nó dễ thôi mà, mấy cái hàng này như là trong Excel thôi thì các em cứ yên tâm. Cũng không có gì khó đâu. Nào bây giờ bạn nào giải được thử sâu màn hình cho thầy nào, thầy cho bạn biên trước nhá. Đây Biên em mới làm xong bài 1 thôi thầy ạ. à thế à Đây làm em phải xong xem đi, một phút. làm xong đi thì thầy gắn quyền cho em sâu bài. Ạ.
Ngoài trời đang mưa to, ở chỗ nhà các em có mưa không? Trên quê em nắng rồi. Chỗ em nắng á? Ơi em chưa lên trên trưa trên Hà Nội à? Alo? Các em chưa lên Hà Nội à? Vâng ạ.
Xong chưa Viên ơi? Xong chưa các em? Alo. Anh đây ạ. Ờ, đã xong chưa các em? Đã xong rồi, thầy thử xem các em xong chưa? Rồi nha, bây giờ một bạn thoát ra rồi ạ. Chào Nguyễn Thuyết Trình. Đấy, Viên nói đi. Thầy cho em phụ ạ. Thầy vừa trao cho em quyền rồi. Thầy cho em phụ. Xem bạn làm nhá, cả lớp xem nhá. Thế là mẹ đúng chưa? Được rồi, đang quay đấy, được rồi, thầy nhìn thấy rồi, ok. Tuyệt vời. Xong từng bạn làm một cho thầy xem nhá. Hết bạn Biên thì bạn Ngọc, bạn Nguyễn Văn Nguyên. Các em cứ vô tư làm đi, những cái mà thầy dạy đã đơn giản rồi thì chúng ta làm được. Dạ thầy ơi, thầy lại quyền của thầy đi ạ. Quyền của em á? Dạ không, dạ thầy lấy lại quyền đi ạ. Sao lại lấy? À vì em xong rồi ạ. Chưa chạy xong, em phải thuyết trình là xem nó em viết như nào đi. Thầy cấp lại đi, em sâu lại đi. Thầy chưa được kịp nhìn em đã tắt rồi. Nhanh như một cơn bão, như một cơn lốc. Thầy ơi, thầy cho em một chút em sửa lỗi cái này đấy ạ. Rồi bạn Nguyên nhá, mạnh dạn đi em. Xong chưa? Ấn cái nút xem màn hình là thầy xem được. Ở đây thầy ạ. Đâu. Ok. Phóng to màn hình cho thầy xem. À. Rồi. Tìm gì? Tìm tên sinh viên ạ. Tên sinh viên. Nga có không? Không có bạn Ngọc. Ồ ok đúng. Thế trộn chưa làm à? Trộn chưa làm rồi ạ. Trộn này chưa rồi. Rồi ok, cảm ơn em. Cảm ơn thầy.
nha. Rồi bạn Ngọc nha, thầy trao quyền này. Alo Ngọc đâu? Em làm xong rồi. Ơi giời, có một đoạn mà chưa làm xong. À, dễ thế gì nữa. Đại quá. Thế thầy cho bạn Nguyên nhá. Nguyên vào đi em ơi. Alo Nguyên làm xong chưa? À laptop của em không tải được à? Ừ ok, thế bạn Phương nào? Phương. Ờ bây giờ em cứ giới thiệu cho thầy xem được một phát thôi, để thầy xem là em làm thế nào, thế nào cố gắng. Và em về nói với các bạn là đợt này thầy cho là best nhất là điểm 7 và cao nhất là điểm 10. Các bạn, bạn nào mà không chịu đi học thì sau này các bạn hối hận nhá. Mà đã thoát khỏi đấy, đăng ký là các bạn sẽ phải hối hận đấy. Chưa chắc cái môn kia các bạn tự chọn các bạn là cao hơn môn này đâu. Thời đợt này cho các em cứ chăm học những cái bài nó nhỏ nhỏ như này là các em cứ điểm 10 cho thầy hết đi. Ok. Rồi thầy trao cho em rồi, em vào đi. Chúng ta học đến mấy giờ nhỉ? Đây là 6 giờ 15 phút. 6 giờ 15 à? Ờ, thầy thấy của em rồi. À, em tìm ra giá trị à? Giá trị của bảng à? Thầy làm sắp xếp. Ok, được, cảm ơn em. Rồi, thế được rồi. Thế là có ý thức học rồi. Rồi ok các em, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sang sang lệnh tiếp theo nhá. Bây giờ lúc hôm trước là phải dạy các em lệnh gì nhỉ? Lệnh lập. Đấy, lệnh lập. Bây giờ chúng ta sang lệnh for. Rồi bây giờ các em đi chân thầy sang lệnh for. Nói chung là môn này nó không khó lắm đâu, các em ghi cho thầy lệnh lập for. Nó không phải các em không cần phải làm cả trang, gọi là cơ bản thì chỉ cần là lập trình cho một trang thôi, không phải là làm nhiều trang giống như là chạy web hôm nọ. Lệnh lập for, cả lớp ghi cho thầy là dùng để lập lại, lập co, lập biết trước, biết trước biết trước điều kiện. Đó. Biết trước điều kiện nhá. Ví dụ bây giờ một bài toán như sau. Tính tổng các số từ 1 đến 100. Chào thầy ơi. Ơi. Đã, thầy vẫn chưa xe cái màn hình lên ạ. Ôi chưa xe à? Không, không ạ. Rồi rồi đây thầy xe. À, để thầy quay trở lại cái phần kia. Ở phần thầy lấy lại quyền nhé. Ok.
là ở đây xem. Được chưa cả lớp? Tính tổng con số từ 1 đến 100. Tổng 100, thế bây giờ thầy có như này. Thầy có S, đấy là cái biến mà tổng ta để ở ngoài vòng nhá. S bằng 0. Đầu tiên các bạn cho nó tổng nó bằng 0. Sau đó các bạn cho vòng for. For như này ta làm một biến chỉ số Y. Y sẽ bằng 1 nhá. Rồi vòng for tiếp tục các bạn ghi thế này. Y nhỏ hơn bằng 100. Đấy, vòng for này nhá. Rồi các bạn chấm phẩy cho thầy. Sau đó, đây cú pháp vòng for này không phải là for ít đâu. Y cộng cộng, đấy là y tăng. Có nghĩa là y bằng 1 xong lại tăng lên 1 là bằng 2 xong lại tăng tiếp. Cứ như thế đến 100 thì nó dừng. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Đấy, và ta sẽ có S bằng S cộng y. Đây. Đấy, các bạn mà muốn có nhiều lệnh thì các bạn ngoặc cho nó này, một hay nhiều thì các bạn ngoặc cho nó một cái để cho nó hiểu là đấy ở trong vòng for. Và bây giờ các bạn ghi ra cho thầy là echo tổng các số từ 1 đến 100 là đó. Rồi các bạn cho thầy y và s vào đây. Được chưa các em? Hiểu bài chưa? Tức là vòng for nó sẽ chạy từ 1 cho đến 100 thì nó dừng. Đây là cái mốc đầu tiên. Đây là cái điều kiện. Còn đây là nó tự động tăng. Đó. Và S sẽ mang ra bằng cái S cũ, S mới thì bằng S cũ cộng thêm Y. Đấy, thầy giải thích như thế nhá. S mới thì bằng S cũ cộng thêm Y.
bây giờ ta chạy nhá. Đây 50 50. Đó, đấy là vòng for. S bằng 550. Ok chưa các em? Đấy có hay không? Có nghĩa là Y là khởi đầu, khởi động. Cho đến 100 thì dừng. Y cộng cộng thì có nghĩa là biết biết trước điều kiện là đến 100 là nó dừng. Thì cái lệnh for này là thầy muốn nói với các em là chúng ta biết trước được nó đến 100 nó dừng. Các lớp hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy vòng for này nha, với cái bài hôm trước. Đây bây giờ các em cùng làm bài tập cho thầy. Vòng for nó chỉ ngắn này thôi, mỗi kẹo kẹo này thôi. Đấy, vòng for nó chỉ đẹo như thế thôi. Đây, để thầy viết lên trên bảng cho nó dễ. Ghi cho thầy tính S bằng 1/1 cộng 1/2 cộng 1/3. Đấy, cái bằng cái bài hôm trước, cộng 1/4 cộng 1/5 chấm 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 cộng với 1 chia cho 100. Ok, S2 bằng 1/2 cộng với 1/4 cộng với 1/6 cộng với 1/8 cộng với 1 chia cho 100. S1 S2. Đây là hai bài tập các em làm luôn hoặc về nhà làm, có mỗi cái vòng for thôi, rất là dễ. Đó. Bài này là ta lấy số trắng, bài này thì là lấy cả trắng cả lẻ. F3 bằng 1, đây cái này cộng thêm 1 nó đi, nó dễ. Cộng với 1/3 cộng với 1/5 cộng 1/7 cộng chấm 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 cộng với 1/99. Ok. Rồi bây giờ chúng ta ngồi làm luôn cho thầy câu 1 nhá. Alo, cả lớp làm cho thầy câu 1 đi nhá. Bằng vòng for, nó dễ thôi. Với hôm trước chúng ta ngồi chúng ta nhẩm bằng bút đi, các em nháp ra là nó sẽ ra, không có gì khó cả.
Xong chưa các bạn ơi? Xong chưa các em? Phương giới thiệu cho thầy xem nhá. Phương nhá. Bây giờ thầy sẽ trao quyền cho em. Chuẩn rồi, câu 1 chuẩn. Đấy, F bằng 0 này, F bằng 1 trên Y này. Đấy, xong rồi Y lại tăng. Ok. 2 B bằng B cộng 2 à? Đúng rồi, tại vì nó là cũng được. 2 này, xong rồi lên 4 này. Nhưng mà còn cái 1 ở đầu em chưa cộng thì em cho cái A bằng 1 ở ngay bên ngoài cũng được. Đó. Chuẩn, đúng rồi. Ôi giời, sao bạn hôm nay sao lại thông minh thế này? Cả lớp nhìn thấy chưa? Alo. Biên với các bạn nhìn thấy chưa? Được rồi ạ. Bạn Phương, bạn cực kỳ thông minh đấy, bạn là con gái, bạn thông minh thật. Thầy công nhận là bạn thông minh, thông minh hơn cả thầy rồi. Rồi đấy. Rồi đấy, thấy học có vui không em? Có. Thế thì buổi sau chúng ta lại tiếp tục nha. Hôm nay lý thuyết nó hơi dài thì chúng ta nhớ như này cũng đã là cố gắng rồi. Thầy muốn ở kỳ này các em điểm 10 hết, thầy không muốn điểm 9 nữa. Nhá. Em gặp các bạn trong lớp kia và bây giờ quay lại thì còn kịp, còn nếu không để mai kia là sẽ hết. Không biết là người ta đã khóa sổ đăng ký chưa? Khóa rồi. Thế cái lớp lập trình kia có đông không em? Có cái lớp của mỗi lớp mình là nhiều hơn à? Thế thầy cứ tưởng lớp kia cũng nhiều, bây giờ lại không bạn nào lập trình. Lập trình cơ bản này đấy, đi thi chỉ như vậy thôi. Chỉ tính toán mấy cái con số ở bên trong một bài thôi, chứ còn họ không phải là giống như cái phần thiết kế cơ sở dữ liệu. Nhưng mà môn thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nó cũng là tốt rồi, và các em học được như thế là tốt rồi. Bởi vì môn đấy nó còn khó hơn nữa, nhưng mà mức độ các em ở chỉ ở mức độ đấy thôi thì đã là cố gắng rồi. Và bây giờ các bạn ấy chuyển sang học môn nào thay cho môn này? Em cũng không biết rồi. Thế à, người ta cho lựa chọn những môn nào? Thì đấy em không biết lắm. Thế à? Rồi ok. Rồi thầy chào tất cả mấy bạn nhờ. 1, 2, 5 bạn. Rồi thầy cảm ơn nhá. Thế còn trong lớp mình còn những bạn nào nữa? Rồi chúc các em một buổi tối vui vẻ nhá. Thầy đang lên YouTube. Alo. Vân à. Anh đang định cho em tối thứ thay vào tối thứ năm
vì hôm nay để cho các con còn sắp xếp nữa, mấy đứa nó sắp xếp nữa. Thứ năm được không? Hỏi cháu xem là có ngôi dành nhiều nha, em phải hỏi nó trước cho anh được không?